Một phụ nữ anh đã chứng minh được rằng hoàn toàn có thể vận hành một doanh nghiệp trong thế kỷ 21 mà không cần đến sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại. Hoạt động kinh doanh bến đò của gia đình cô Danny Church trong suốt 125 năm qua là minh chứng cho điều này. Bến đò của gia đình cô Danny Church tồn tại và được duy trì tại địa phương trong hơn một thế kỷ qua. Tôi luôn mong muốn được duy trì truyền thống của gia đình. Bởi từ khi còn là một cô bé, tôi đã rất yêu những chuyến đò. Tôi vốn không thích làm việc trong nhà và đây thực sự là một công việc tuyệt vời dành cho tôi. Trung bình một chuyến đò có thể chở được 11 người và trong mùa cao điểm, cô Danny có thể chở đến 100 chuyến đò mỗi ngày. Cô Danny cho biết 90 xu cho một hành khách, không thể làm cô trở nên giàu có, nhưng điều hấp dẫn của công việc này không nằm ở đó. Không ai có một văn phòng làm việc như thế này với cảnh vật thiên nhiên và bạn thì làm việc ngoài trời, ở đây thật là đẹp. Không chỉ cô mà những người khách qua đò cũng rất thích thú với khung cảnh tại đây. Ở đây mọi thứ thật yên bình với những chuyến đò êm đềm qua lại. Thế kỷ 21 là một thế kỷ bùng nổ công nghệ với đầy đủ tiện ích giúp kết nối mọi người. Nhưng bến đò của gia đình của Dani là một minh chứng sống động cho thấy những thiết bị hiện đại không phải lúc nào cũng cần thiết. Bến đò cho thấy bạn không cần phải có điện để vận hành nó, và nó vẫn hoạt động như nó luôn làm trong suốt 800 năm qua. Dani cho biết cô là đời thứ năm của dòng họ mình trên bến đò này, nhưng cô nghĩ mình sẽ là người cuối cùng.